Good afternoon, everybody. Xin chào tất cả quý vị. Thank you for coming here today. Xin hân hạnh tất cả quý vị đã đến với chúng tôi chiều hôm nay. On behalf of the management of Indochine Palace, I welcome you all to the Global Wellness Celebration. Xin đại diện khách sạn Indochine Palace, bao gồm khách sạn, lần nữa hân hạnh tất cả quý vị đến với chương trình sống khỏe toàn cầu ngày hôm nay cùng với Indochine Palace. I'd like to take this opportunity to thank all the people and the professional volunteers who have helped us to put this event together. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị những tình nguyện viên ban tổ chức cũng như là các anh chị nghệ sĩ trong ban tổ chức đã cùng chúng tôi tổ chức sự kiện trong ngày nay. Today is a great opportunity for us to change our lives. We should start to exercise daily, walking or biking or swimming. Có thể nói rằng hôm nay là một ngày đánh dấu những thái độ của chúng ta về cuộc sống. Một cách lành mạnh hơn, có thể về thể chất lẫn tinh thần, chúng ta có thể chạy bộ, có thể đi bộ, đạp xe, bơi lội, vân vân. We need to drink more water. Chúng ta cần drink less soft drinks. Uống nhiều nước hơn, uống ít nước ngọt hơn. And eat more fresh vegetables and fruit. Ăn nhiều rau xanh, trái cây hơn. More and more people around the world are asking questions. How is our food grown? What animals are the products and the animals are being fed? Và quả thật ngày nay đã rất nhiều người tự vấn và hỏi nhau rằng liệu những cái thức ăn của chúng ta có an toàn hay không? Rau có sạch hay không, những cái vật nuôi, những cái thịt, vân vân của chúng ta có thực sự an toàn hay không? People are turning today to buy more of organic products than ever before. Và hơn bao giờ hết, người ta ngày càng cố gắng để dùng những thực phẩm hữu cơ cho bữa ăn gia đình. So many people around the world are suffering from obesity, diabetes, and depression. Và có quá nhiều người ngày càng mắc những căn bệnh thời đại như là béo phì, như là tiểu đường, hay là những bệnh trầm cảm. Because of a very bad lifestyle. Vì lối sống chưa được tốt. So let's start today to change our lives by exercising. Thế nên hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng nhau thay đổi lối sống bằng cách vận động nhiều hơn. Eating fresh cooked food. Indochine Palace, ông Hất Campbell cùng với Miss Vu, công dịch viên của chúng tôi đã truyền tải đến tất cả quý vị. Và nếu quý vị sẵn sàng tham gia vận động nhiều hơn nữa, những người thân quê của mình cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch sống khỏe mỗi ngày, quý vị có thể vui lòng dành cho vị một tràng pháo tay thật lớn để thể hiện sự quyết tâm của chúng ta được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và để đáp lại những tình cảm yêu mến của tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, song song với những hoạt động bên lề sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Từ phía những người làm chương trình, chúng tôi xin phép được gửi tặng cho tất cả quý vị một chương trình nghệ thuật đặc sắc để cùng thay lời cảm ơn với tất cả quý vị. Ngay lúc này đây, chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị khách quý người dân của thành phố, nếu chúng ta có thời gian, hãy nán lại lâu hơn nữa, hãy di chuyển vào bàn mà chúng tôi đã bố trí để có thể cùng nhau thưởng thức chương trình nghệ thuật và cùng với chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn nữa về những hoạt động bên lề của chương trình. Ngay sau đây, liên tục chương trình xin cho phép Infi được gửi tặng cho tất cả quý vị một ca khúc sơ động để cùng hâm nóng bầu không khí của chương trình. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tựa đề Sway, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Mời quý vị cùng lắng nghe. But my God, you see only you have the magic.
close to me. Stay with me, sway with me. You have no way to ask me.